đó tôi nghe sụt xì chơi trong cái nhà đó đó. Tôi mới lóng lỗ tai tôi mới nghe. Tôi nghe ai về nghe vợ tôi ra trong đó đó, cái tôi mới dồn vô, tôi thấy vợ tôi với đó hai đứa nằm trên một luôn. Nó rồi tôi tính vô nhà. Dạ, mến chào quý vị khán giả. Thì lời nói đầu tiên là cho phép Thanh Hải xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp đến toàn thể quý cô chú anh chị em đang xem cái video clip ngày hôm nay. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì ngày hôm nay Thanh Hải có mặt tại Tân Hồng của Đồng Tháp với cô chú anh chị em. Thì trên đây có một sự việc, một cái hoàn cảnh của ông chú 58 tuổi, đó là chú Cải. Hoàn cảnh rất là đáng thương. Thì phía trước ở đây là một cái căn chòi của chú nè. Thì cái sự việc nó rất là bi thương, đó là trong khi hai vợ chồng chú đang sinh sống đó, thì bỗng dưng một hôm thì người vợ ngoại tình và đã hắt hủi chú ra ngoài, và sau đó thì chú đã buồn và chú đã bỏ đi đến đây tại dưới dốc cầu này, và hiện tại đang sinh sống ở đây một mình đó. Hàng ngày thì mưu sinh là bán vé số, cô chú anh chị em nhìn rất là đáng thương ha. Thì ngày hôm nay sau khi nhận được cái thông tin thì Thanh Hải đã đến đây và tìm hiểu sự việc như thế nào. Thì sau đây Thanh Hải xin mời quý cô chú anh chị em cùng Thanh Hải đến đó để tìm hiểu sự việc của chú Cải như thế nào nha. Rồi sau đây Thanh Hải xin mời ạ. Dạ con xin chào chú nha. Dạ thì hôm nay thì con đến đây con cũng nghe được cái thông tin kể về cái hoàn cảnh gia đình của chú á. Thì trước đây chú cùng với vợ đang sống im điềm rất là hạnh phúc, nhưng mà sau khi có một sự cố bất ngờ ra thì người vợ mình đã đại khái gọi là ngoại tình đi hả chú? Dạ thì đại khái gọi là ngoại tình, và sau đó thì chú buồn, chú bỏ đi rồi tìm đến nơi đây. Thì nói chung là theo như con nghe nói á, là vợ chú chơi về cái hoàn cảnh và kinh tế đó, eo hẹp khổ đó, cho nên đã ngoại tình với người nhân tình ở gần nhà, và sau đó chú đã đi tìm đến đây. Chú ở đây là hiện tại là được bao nhiêu năm rồi hả chú? Ở đây còn 3 năm. 3 năm thì như trong quá trình sống 3 năm là chú ở trong một cái chòi như thế này luôn hả chú? Dạ. Dạ rồi thì thôi, đến đây thì cũng có đông anh em quá, cho nên trong cái chòi của chú thì chặt hẹp quá, không thể nào ngồi hết được. Thì con mời chú đi ra bên ngoài cùng với tất cả những em để chia sẻ về câu chuyện như thế nào hả chú? Dạ. Dạ con cùng với tất cả những anh em xin chào chú. Thì con cũng nghe qua cái sơ lược cái sự việc của chú đó, về cái hoàn cảnh lúc trước đây, thì nguyên nhân như thế nào dẫn đến cho chú phải ra bên ngoài với vợ cầu chú sống suốt 3 năm liền. Thì con nhờ chú chia sẻ lại giùm con ha. Dạ, cũng như rồi hồi đó như tôi cũng đi bán số vậy nè, bán số kiếm tiền tôi nuôi vợ với con tôi. Rồi bữa đó tôi bán số rồi tôi đi về, bán số hết rồi tôi về nhà tôi tắm rửa, tôi nằm ở nhà chắc đó cũng 6:30 gần 7 giờ rồi. Rồi quay ngang tôi mới mắc đái đi, tôi mới giao hẹ tôi đái, mà giao hẹ tôi không có đái nữa, cái tôi mới xài qua cái thẻ của người đó đó. Cái thẻ đó là tôi đái mà tôi chưa đái nữa, cái giờ tôi nghe sụt xì chơi trong cái nhà đó đó. Tôi mới lóng lỗ tai tôi mới nghe. Tôi nghe ai về nghe vợ tôi ra trong đó đó, cái tôi mới dồn vô, tôi thấy vợ tôi với đó hai đứa nằm trên một luôn. Nó rồi tôi tính vô nhà đó mà vô không được, thấy cửa sau của trước nó phá cứ nhắc cho gọc. Rồi thành ra tôi mới ngồi dưới sàn đó đó, mà tôi ngồi ngoài. Tôi ngồi đó khoảng chừng cỡ nửa tiếng đồng hồ đó, cái vợ tôi nó mới mở cửa sau, nó mới chung ra, tôi chung ra mà không thấy tôi bị chạy tấu á, tôi mới chụp cái tay nó. Rồi tôi mới lâu vợ tôi về, tôi mới la tôi nói đụng tôi chữ thời dẫn chữ thời mấy tiếng nó đụng mẹ mày đàn bà mày qua mày lấy người ta lấy sao. Cái nó cháu nó không có lấy hình đó. Tôi mới dặn, tôi mới lâu về, tôi không quýnh tai nạn, tôi lâu về tới nhà, cái vợ tôi nó kêu nó qua bên. Thì tôi mới nóng. Cặp dách hả chú? Cặp dách. Rồi tôi mới nóng, tôi mới chơi thề, tôi nói đụng má, đó ông nội đó đòi thả cho mày chơi giám binh mình nữa, mày kêu. Tôi nói thằng đó nằm một bên re luôn vậy đó. Rồi quay ngang cái đầu quay ngang vợ tôi nó chạy gì đẳng. Nó chạy là nhà chị vợ tôi đẳng, nó kêu chị, nó kêu chị vợ tôi lại đuổi tôi đi. Vì tôi sống ở đó có mình à. Rồi bắt đầu chị vợ tôi với thằng bạn một trà tôi nó lợi đụng nó hiếp tôi, nó đuổi tôi đi không cho tôi ở đó. Rồi nó xuống vợ tôi lấy đó luôn. Chị vợ tôi với thằng bạn một trà tôi xuống vợ tôi lấy đó đó. Thì thôi tôi thấy ở đó không được, tôi mới cứ qua thấy tàn hiếp quá, thôi tôi mới bỏ nhà tôi mới đi. Tôi mới đi lên đầu tiên tôi lên đó ông mới lớn trước, ông mới lớn bảy cầu luôn. Rồi tôi ở đó tôi bắn số người tôi ở đó chừng cũng có năm chờ ông mới lớn đó.
rồi cái tối tôi ngủ còn chậm cắp chân luôn, quần áo cũng lấy rồi. Nầu cũng lấy, gạo cũng lấy, bột ngọt cũng lấy, tiền cũng lấy, số cũng lấy luôn, mới lãnh số luôn. Gì cái đợp là 160 vé là tao lấy chân luôn. Dạ. Chú có còn cái gì không? Có hai đứa. Hai đứa. Lớn chưa chú? Lớn rồi, thằng lớn 28 tuổi, nhỏ 26 rồi. Dạ. Con cái có thường xuyên thì có điện thoại cho chú đi đến thăm chú không? Không luôn. Mất liên lạc luôn hả chú, hay sao chú? Ủa, không có mất liên lạc gì, tại nè nó không có đi thăm. Nó đi thăm, nó nói nghèo sao đi thăm, nó nói gì, trả lời vậy thôi tôi cũng im luôn. Cũng biết chú qua đây nhưng mà không tới thăm luôn hả chú? Không tới luôn. Từ ngày chú ở 3 năm nay là không lại thăm luôn. Không luôn. Dạ tôi buồn tôi không có nói. Chú lại đây ở bao nhiêu lâu rồi chú? Gọi ở đây là 3 năm, gọi với con lớn là cũng 2 năm rồi, bến đầu bồi đẩu hết năm mấy nữa. Vậy chú tính là đi 6-7 năm nay luôn. Mà gia đình này không có ai đến mà hỏi thăm chú mà không có ai chứ. Tới chị em dục mà còn em, chị em dục tôi còn 4-5 người, còn không ai là ghé thăm tôi, không ai thăm tới xong người nào chứ. Sao kỳ vậy hả? Tôi ở 7-8 năm luôn đó, không ai thăm luôn. Một mình ở chú nghèo rồi là không tới thăm. Chú bán vé số vậy hàng ngày rồi có dư giả gì không chú? Nó ngay hôm trước thì bán nó ngay dư cũng được triệu, ngoài 2 triệu cứ quay ngăn cái bệnh mùng mười mấy ngày vậy đó. Bệnh rồi đi chích thuốc vô nước biển. Dạ. Rồi bệnh đâu mười mấy ngày cái đâu hết tiền cái là hết bệnh. Vé số mà chú ơi. Dạ. Một ngày chú bán vé số được bao nhiêu vé? Ngày bán 120, 130, 140, 150 cũng có, khi 180 cũng có, hên xui. Đâu đưa nhiêu bán nhiêu à. Dạ thì trở lại cái câu chuyện của vợ chú nè. Thì cho con hỏi cái nha. Dạ. Thì chú có biết nguyên nhân cái động cơ nào mà vợ chú phải bỏ chú hay không? Có nghĩ chú là làm không ra tiền hay là do khi dễ nghèo khổ như thế nào vậy đó? Con cái về có cái đầu tiên á là tôi thấy cái mọi gì nè, cũng như cái thằng đó đó, thằng cái nhà tôi đó là đi giữ hầm cá cha mướn. Dạ. Yeah. Nó giữ hầm cá cha mướn dù quay ngang mà tới chừng mà hầm cá cha đó mà gạn đó. Dạ. Yeah. Rồi cái ông chủ hầm á, cái ông chủ hầm đó ổng mới mướn con vợ tôi nấu cơm. Dạ. Nó là con vợ tôi mới đi vô trong đó nấu cơm đi. Nấu cơm là cái hầm của cái thằng mà lấy vợ tôi đó. Là quay ngang nấu cơm đâu có mấy bữa vậy con vợ tôi mới về. Về lại vợ tôi nó mới thỏa thẻ, nó nói coi như kiểu như nó chống chống tôi cũng hiểu được. Vợ tôi nó mới ông dở quá, ông xấu quá. Tôi đi làm tôi nấu cơm vậy chứ có thằng nếu nó có thằng bốc giác thương nó đeo nó theo nó cứng nhắc luôn vậy. Trời. Tôi nói sao thương mày, sao mày không ở đó đi, cái độ nó ngọn cờ vậy nè. Đó là quay ngay là tôi nghĩ nó ở thằng kế bên, rồi nó lấy số của thằng kế bên nữa, tôi móc điện thoại vợ tôi là có số điện thoại của con đó nữa. Dạ. Mà chung cuộc con vợ tôi ở với tôi, nó cái điện thoại tôi cái điện thoại mà tôi không có lấy số nó, hai chồng không có xài chung. Dạ. Mà vậy mà vợ tôi lấy số con kia mới á cái chứ. Vợ chồng mà không biết số qua lại mà biết số của người hàng xóm. Đúng rồi. Thì có lẽ đâu là vợ của chú á, nhìn cái sự hào qua bên ngoài hay là như thế nào đó, cho nên về mới chê bai chú, rồi sau đó thì hắt hủi chú và nói chung có một cái cuộc tình vụng trộm ở bên ngoài, và sau đó thì đã bỏ chú cho đến ngày hôm nay luôn. Cái người ở xóm đó có bà con dòng họ gì không? Ở xóm thôi chứ không có bà con. Cách ở xóm mà ở xóm mà nó giờ cháu nữa. Dạ. Giờ cháu ở xóm thôi. Cách bao nhiêu cái nhà mới tới? Xác chết luôn. Xác chết nhà. Cái người đó lớn tuổi hơn bà nhỏ xã hơn hay nhỏ hơn? Nhỏ hơn tôi. Con hỏi là cũng như cái người đó là nhỏ tuổi hơn bà vợ của chú luôn hay là? Nhỏ hơn vợ tôi mà nhỏ hơn tôi nữa. Nhỏ tầm bao nhiêu tuổi chú độ được không? Nhỏ chừng 5-6 tuổi vậy. Là gia cháu, là gia cháu bên vợ chú hay gia cháu bên chú? Cháu bên tôi mà ở sớm thôi. À. Cháu ở sớm. Cho con hỏi cái này nha chú. Chú có khi nào mà quýnh đập vợ hay là gì không? Tại sao không mà có để luôn. Cái nỗi mà vấn đề mà bắt gái phát sinh như vậy? Không có luôn. Không có. Tại vợ tôi nãy tôi thì tại con người nó không có biết thương tôi, nó phụ bạc tôi buồn thôi chứ thiệt chú. Hồi lúc mà bà vợ tôi còn sống á, tỏi vợ tôi thì chú luôn đi, tôi khóc hoài luôn. Mà nói không được, không được là gì, bà vợ tôi phải chơi môn này nè, ở cái sao tôi làm sao tôi dư nổi, khá nổi. Bà chơi gì nè, tới mùa lúa á, bắt vợ tôi lại. Ừ. Nghe không, bắt vợ tôi lại, cho vợ tôi cắt lúa nuôi bà.
tới mặn mùa lúa phải đổ về với tôi, bắt tôi nuôi nó là quấn cua đó dọn cái phải không, phải tới nước lên gì nữa, tới nước lên nó bắt lại, bắt lại bị chi không, bắt lại lên chỗ đi cái lưới mướn ta nó dọn quay nhanh tới mặn mùa lúa, mặn mùa nước cái đầu ba đổ về bắt tôi nuôi. Nói chung là cái dịp nào mà bà cô á nhờ được là bắt về, lúc nhờ không được bà đuổi. Còn cắt lúa thì còn cái tới mùa lúa tôi cắt lúa mặn mùa lúa mấy chục dạ lúa bà lấy chân, bà già lấy chân tôi không lấy một hột luôn á, tôi lấy hột là tôi ra đây tôi chết tâm chết liền á, chỉ mà vợ tôi không vừa ý luôn đó. Mà trong cái câu chuyện này nè là buồn nhất á là con cái không biết ngó tới chú, biết vợ tôi nó chơi biết chơi bụng nó, vợ tôi nó cần tiền không à, cũng nhiều đó tôi mặn mướn vậy nữa nào đó mà để rồi đó tôi mặn mướn tôi sắm cái đồ khen nè cho nó nè, cho nó đeo nè, dù quay ngang cái tóc nó đi đi ra ngoài nhà má nó mặc cái lọt vàng bán đưa tiền má nó chân luôn, tôi gì tôi la nó kêu ăn bắt tôi vợ tôi á, nó chơi gì nữa đó, nó chơi nhiều cái ngặt ngặt luôn ha. Nào cho con hỏi nè, người con cái là không có điện thoại gì chú chứ ha, không luôn không tới lui luôn, đôi khi chú nhớ là chú điện thôi ha. Không điện luôn. Chú đi tới giờ là chú không điện luôn. Không điện luôn, không có ngàn ta nói luôn. Không quan tâm tới luôn. À biết chú ở đây không mà dặn biết, không biết ở đây mà nó biết ở đây mà nó không có ngàn tới. Chú giờ chú có hồi trước á, có hôm trước á mà có năm kia. Năm kia nó giữ hầm cá cha mướn người ta dưới cái vườn vợ, lúc đó vợ nó bị bên vợ bắt lại đó, giờ cái đó có mình nói nó làm không được. Nó làm không có nổi. Rồi nó mới kêu tôi xuống dưới tiếp phụ cho cá ăn với nó. Tôi với phụ tiếp cho cá ăn với nó có mấy bữa mà nó cự tôi nặt ngộ tôi mới đủ tôi đi làm bậm trận thôi, tôi bỏ tôi đi luôn. Con chú hay chú? Con tôi. Rồi mấy thằng bóc giác chung với nó đó, mấy bóc giác mới nói mày hung với ba mày coi chừng trà đánh mày, giờ cái con kia làm thinh. Còn tôi làm thinh tôi cũng không nói cái gì luôn, cãi thấy nó hổng tôi cũng chẳng không nói cái gì luôn. Dạ thì hiện tại sau khi mà chú ra đi á thì cái ngôi nhà đó hiện tại là vợ chú ở hay sao chú? Nó vợ tôi nó không ở thì sao, thằng con tôi lấy lại nó ở rồi. Yeah. Rồi dạ, chú sống ở đây với gầm cầu như thế này trong một cái chòi như vậy rồi ban đêm lỡ mưa giông lớn hay sao chú? Ở cái chòi này thì ngay là bình thường mưa bình thường thì nó không có hết trơn, mà trời giông lên giông có giông lớn là tạt hết trơn. Dạ. Tạt ướt hết trơn luôn. Yeah. Chỉ là che cái chòi rủ cái giường để chú nằm thôi cô chú anh chị. À, con nhờ chú dắt anh em con vô chia sẻ trong cái khung cảnh ở trong cái chòi của chú ha. Dạ. Dạ thì con nhờ chú chia sẻ ở nơi đây khi mà mình sống á. Thì trong đây có mọi sinh hoạt của mình là đều ở đây hết luôn hả chú? Dạ. Có đồ gì quý đâu. Có nhiều lên đó. Cơm nước nấu đây luôn hả chú? Cơm nước nấu luôn, biết gió ra quá gió luôn rồi. Cabin này nè. Ồ, hình gì chú? Hình gì sau lưng hả? Không cái gì ảnh gì ở sau lưng hả chú? Không thấy cái chú thờ gì. Thờ cha thờ mẹ cho mình. Dạ. À, vậy là đem di ảnh của ba mẹ chú lên đây thờ luôn. Dạ. Ồ, chú ở trong căn chòi rất là nhỏ mà có thờ ông bà trong đây nữa chú kìa. Nấu ăn nấu nướng ở đâu? Nấu đây nè. Tại chỗ luôn hả chú? Ừ, tại chỗ luôn. Chỗ vừa cái chổng luôn chú. Mình có điện có đồn gì không chú? Không. Không hả? Dạ. Rồi nước sinh hoạt như thế nào chú? Nước thì có hết nước thì là bà đẳng bà tròn tan nước thì xài rồi hết lấy nữa. Dạ. Có bà nó bà làm phước. Gói gọn cả nhà gói gọn chỉ trên một cái sạp hả chú? Vừa nấu ăn mà vừa lại là cái chỗ nghỉ ngơi mà vừa lại là cái chỗ mà thờ cúng cha mẹ của chú luôn. Rồi những đêm mà có khi nào mà mưa mà nó tạt vô đây không chú? Có ha. Cô dòng tạt ướt hết chân luôn, tôi ngồi cũng cấp lọc đi luôn. Dạ. Yeah. Là mình ngồi là mình chịu chẳng hả chú? Chịu chẳng luôn. Chú chỉ cho là con trông mong tới sáng là để cho qua cơn mưa. Đúng rồi. Chú cho con hỏi cũng như là vợ chú ngoại tình với cái người kế bên đó là cái người đó có gia đình không chú? Người đó có gia đình, có vợ hai con hai đứa gái mà vợ đó lấy trai. Trời ơi, ông ăn nem bảo trả không đó hả chú? Quay ngang nó mới lấy, nó quay ngang chậm lấy vợ tôi luôn á. Dạ. Bà ăn trả ông ăn nem. Nó cũng vậy thôi. Rồi hiện tại bây giờ cái cô đó còn ở với cái cháu gì của chú không? Còn ở với hai người còn ở với. Vẫn còn ở ha. Ừ. Nhưng mà có ở ngay nhà chú không hay là đi chỗ ở nhà của con kia?
cặp giác ở nhà kia là giác hồi đó là chú ở dạ, hai đứa ở dưới giữ thằng cái cha dưới dạ. Một cách chú ở còn ở nhà đó rồi vợ chú đi ngoại tình luôn thì chú ở nhà cũng như là biết luôn hả chú? Biết mà biết mà theo dõi bắt không được. Dạ. Có một lần là chú bắt dính một lần một thôi đấy em. Một lần dính 10 lần không. Mà một lần bắt dính 9-10 lần không. Thì bởi chú nhiều khi cái buổi mà ban đầu như đó đó mình xảy ra cái vấn đề mà như là vợ chú mà ở với cháu đó, rồi chú bỏ đi đó, rồi cảm giác như lúc đó như thế nào chứ? Buồn hay là sao? Tôi buồn, tôi bỏ đi thôi. Sống đổ bản thân mình thôi, biết sao sống giờ. Quá tuyệt vọng hay chú? Tìm cái con cái nếu mình nuôi nó, mình nuôi cha mẹ nó cày cày, bây giờ nó phản mình thấy rất buồn chứ. Chú kể có một lần chú bắt tại nhà luôn hả chú? Bắt đến tại nhà luôn. Mà chú cư xử rất là bình tĩnh không? Chú không có động tay tôi biết tôi đâm cho nó chết đi mà tôi không đâm nữa chứ sớm gì mà xuống tôi nó biết tôi đâm tôi không đâm lúc nóng giận rồi đây đâm chim công ở tù mình không kiềm chế được cái bản thân mà nhiều khi mình xảy ra những cái xung đột không đáng cái chuyện đó như mà xảy ra gì mình cái chuyện này xảy ra mà có xung đột rồi không ảnh hưởng đủ thứ như chú đủ giữ được cái bình tĩnh của mình chú rất là bình tĩnh. Vậy là chú đi tổng cộng là cũng đâu 7-8 năm rồi. Là chú ở đây là khoảng bao nhiêu năm rồi chú? Ở đây khoảng 3 năm rồi. 3 năm. Chú ở trong căn chòi này 3 năm. Bệnh hoạn cũng có mình anh chú. Hoạn có mình không? Nhiều khi cháy nắng trở trời đó chú. Rồi bệnh hoạn rồi sao chú? Mấy bữa hổm tôi bệnh thì tôi cũng dán đi chạy vô chạy xe vô trong này nè, chạy xe máy đi hả chú, chích thuốc vô nước biển rồi chạy ra mày cống mùi xịn ngoài dắt gió chứ đâu phải cầu gió mình đâu. Chú chạy chiếc xe đạp bán vé số hả? Dạ. Đau bệnh cũng mới dán đi chứ không đi ai lo mình. Dạ. Còn sức khỏe thì chú gán. Chú năm nay thì cũng 50, nãy chú nói 56 hay gì? 58 rồi. Tuổi này thì tuổi cũng sẽ chịu. Ở không là con cháu nuôi rồi đó. Hoàn cảnh của chú quá tội nghiệp. Bây giờ tự bươi chải từ đó giờ luôn, tự nuôi bản thân. Chứ tại hồi má tôi chết là tôi có 12 tuổi, mà mướn tới giờ, ở đợi mướn tới giờ có không ngày nào. Cái số cực rồi chú ơi. Là cái số cha mẹ nghèo, mình phải chịu nghèo thôi, chịu khổ thôi. Chú vợ chú đối xử vậy rồi chú còn liếm lu thương không chú? Không còn nhớ thương nữa. Dạ. Dạ đây là bên ngoài cái căn chòi của chú cải này của cô chú anh chị. Đó thì dừng bốn vách chỉ là những tấm bạc, tấm cây su, bên trong là một cái mùng đang ở trên một cái chõng á, một cái giường là vừa cho chú nằm nghỉ ngơi. Thì mọi sinh hoạt ăn uống đều ở trên đây hết đó cô chú anh chị. Hoàn cảnh của chú Cải thật là đáng thương. Thì ngày hôm nay Thanh Hải đến đây làm một cái video clip này thì gửi đến cho quý cô chú anh chị em mình xem. Ai có đồng cảm thương ủng hộ giúp đỡ chú Cảnh thì liên hệ với phần mô tả và hoặc phần giới thiệu bên kênh của Thanh Hải nha. Rồi thì thôi cuối lời thì Thanh Hải xin kính chúc cho quý cô chú anh chị em có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình người thân. Dạ Thanh Hải xin kết thúc video này cô chú anh chị em. Dạ Thanh Hải xin chào ạ.